Sinh năm 1968, ông Nguyễn Thanh Long hiện đang là giám đốc công nghệ thông tin của ngân hàng BIDV. Với bề dày 22 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 10 năm làm lãnh đạo công nghệ thông tin, ông Nguyễn Tấn Long và đội ngũ 500 nhân viên trực thuộc đã triển khai thành công nhiều dự án công nghệ thông tin, quản lý và an ninh thông tin lớn cho ngân hàng BIDV ở trong nước và quốc tế, đem lại hiệu quả cao cho ngân hàng. Ông từng nhận được nhiều giải thưởng lớn như giải thưởng Nhân tài đất Việt, giải thưởng Sao Khuê.